Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh channel của Starjin. Thì là mình đây. Thì trước khi vào video clip này, mình xin chúc anh em một ngày mới vui vẻ cũng như là làm ấm bên gia đình nha. Ok, thì ở trong clip này mình sẽ chỉ cho anh em cái mẹo để mà anh em có thể là săn cái kill cũng như là anh em cái boss làm sao để mà có thể là kiếm được nhiều kill để mà đổi cái đầu á nha. Cái đầu này nè. Thì cái hư hắc đại ngục này thì mình đã làm rồi. Đó thì mình đã làm hồi lúc sáng rồi mà lúc sáng chưa có làm clip cho anh em xem được. Nên là buổi chiều này mình chia sẻ lại cho anh em luôn. Với lại mình cũng đi săn ít kill để mà mình sẵn mình làm bản đồ kho báu luôn anh em. Với lại á là hôm nay mình sẽ chia sẻ vị trí kho báu của ngày 30 này luôn. Đó. Còn một cái vấn đề nữa thì cái hầm sát cái bạch hổ này, nếu mà anh em nào mà chưa có săn chưa có đổi được á thì hôm nay anh em nhớ là vô chơi tem 4 top 3 để mà anh em nhận nha. Đó thì hiện tại mình mới cho có gọi là mới có 6 huy hiệu thôi. Thì tối nay mình sẽ cố gắng để mà mình cài đủ để mà mình đổi cái hầm sát này. Thì cái hầm sát này nó cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Nó cực kỳ đẹp luôn. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ nhận những cái phần thưởng này đi. Thì nó sẽ nói chung là nó không phải là quá đặc biệt gì, nhưng mà cũng phải gọi là chất chơi á anh em. Đó thì mỗi một cấp thì chúng ta sẽ có gọi là mỗi cấp chúng ta sẽ có một cái hình dáng của cái chiếc mũ nó khác nhau nha anh em. Đó thì hình như nó trong cái tủ đồ anh em, trong tủ đồ mình xin lỗi mình hơi nhầm một tí. Đó cái đầu mình nó chất chơi lắm anh em à. Đó anh em thấy không, nếu mà một thôi là đã chất chơi rồi. Thì giống như một cái mặt nạ của chiến binh sa mạc vậy đó. Đó đây, khi mà anh em được level 3 thì chúng ta sẽ có đó là một cái đầu giống như là một cái siêu anh hùng anh em à. Đó, nhưng mà cái mũ này mà nó đội chung cho đội chung với cái bộ đồ này luôn anh em thì tốt biết mấy đúng không? Đó mình thấy nó khá là hay. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trận sẵn đây mình nói cái mình sẽ chia sẻ cho anh em cái mẹo để mà anh em hit boss luôn. Thì giờ thật ra là cái mẹo này mình sử dụng hổng gà để mà mình chơi rồi, tại mình chưa nói không biết anh em có để ý hay không á. Đó thì mình trước tiên mình sẽ đổi cái này cho hết đi. Thì anh em nào chưa đổi cái phần này thì anh em nhớ đeo đổi nha. Đó thì hôm nay chỉ có bao nhiêu thôi. Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi cái hộp khảo báo. Rồi, chúng ta sẽ có hầm kho báu hôm nay là nằm ở đảo dừa nha anh em. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng vào trận thôi. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây thì để cho chúng ta bật cái đầu quả cao lên để mà chúng ta sẽ thấy được cái quả cầu năng lượng nha anh em. Nói chung là mình hơi bất ngờ tí thôi. Lâu lâu rồi tạo cho anh em mình sẽ bất ngờ để mà đỡ chán anh em à. Ok. Thì cái mẹo ở đây á thì anh em nhớ là anh em tạo cho mình đó là tem 4 nha anh em. Tem 4 mà anh em sẽ giữ nguyên cái ghép hồn nhiên luôn, anh em không tắt ghép nha. Thì nó sẽ cho anh em là nhiều boss hơn. Còn nếu mà lỡ như không may á mà anh em vô ghép hồn nhiên mà anh em gặp người á thì anh em đừng có thoát ra nha. Thì anh em cố gắng là anh em kiếm một hai kill gì đó cũng được nữa. Nó không quan trọng là anh em có gặp người hay không. Thì nói chung là nếu mà không may anh em vô mà anh em gặp người thì anh em cứ bắn đi, chết được thằng nào thì hay thằng đó. Xong rồi anh em tiếp tục anh em thoát ra, anh em tạo cái tem 4 nữa rồi anh em ghép thôi. Đó thì mình không có tin là trận nào anh em cũng gặp người hết trơn đâu, chủ yếu là anh em gặp người bên đồng đội của anh em thôi, còn bên tem địch á thì gặp đa số là boss thôi anh em à. Đó thì nói chung là nó chỉ đơn giản vậy thôi cái mẹo đó. Thì còn anh em nào mà có hai máy á hoặc là có bạn bè mà mới trận nít á thì anh em nhớ là kêu họ bấm tem code của anh em vào để họ ghép những con boss vô cho anh em bắn. Đó thì có hai cách đó thôi, nó cũng khá là đơn giản, nó không phải là quá cầu kỳ, nhưng mà quan trọng là anh em có chăm cài hay không á. Ok, còn cái vấn đề mà nhận những cái huy hiệu đó thì tối nay mình sẽ cài mà nhận nha, chứ bây giờ hơi trễ rồi, mình không có chơi tự chiến nữa. Đó, còn không thôi thì anh em có thể là vô tự chiến thường nếu mà anh em chơi bắn. Đó thì tự chiến thường thì mình thấy là khá nhiều thanh niên vô để mà anh em họ cài kêu rồi, sợ là anh em vô không được đâu. Anh em vô rồi nó bắn cho anh em sắp mặt luôn đấy. Ui, sao trận này nó hơi lâu nha anh em. Mình cảm thấy như là nó hơi lâu nha. Còn cái combo mà mình thường sử dụng để mà đi làm bản đồ kho báu thì có combo là con ngộ không thôi. Nó không phải là quá xa lạ rồi đúng không? Còn anh em nào có Chocono thì anh em có thể mang Chocono vô luôn. Nói chung là ai có con nhân vật nào xài được thì anh em có thể đem vô hết. Đó. Thì trong OB này có Ngộ Không là bá nhất rồi, mình khẳng định như vậy. Ngộ Không bá nhất trong cái OB này luôn. Không biết OB sao như thế nào nhưng mà trước mắt là mình thấy Ngộ Không OB này rất là bá nha. Ôi, trận này mình không được gặp may mắn anh em à. Hình như trận mình đa số toàn là người thôi. Thôi nhưng mà không sao, chủ yếu là mình vô mình nhặt mấy đồ khô báo và mình nói cho anh em cái mẹo rồi đó. Thì trận này mình sẽ không thoát đâu nha. Nói chung là nếu mà gặp người á thì do mình xui thôi. Mình xui thì mình có thể là cố gắng mình giết được bao nhiêu thằng thì mình giết thôi. Đó, chủ yếu là mình lượm có đồ kho báu rồi xong rồi mình thoát ra thôi. Đó. Thì trong ngày hôm nay chủ yếu là anh em vô đây để mà anh em thứ nhất là anh em chơi một trận để mà nhặt con đồ kho báu. Xong rồi anh em sẵn cái trận đó thì anh em đi kiếm kill luôn thì nó cũng khá là dễ. Nó một cái nó thuận lợi được cả hai đôi đường thôi. Thì đó cái mẹo thôi mà. Ok, còn em nào mà xem được thì ủng hộ mình, còn anh em nào mà có ý kiến khác thì thôi nha, thì đừng có cạc hiệu mình nói là đây kia thì tội nghiệp cho mình lắm. Ok, chúng ta sẽ có vườn hoa anh đào. Mình cảm thấy như là cái chỗ này nó hơi khác khác so với cái ở ngoài bản đồ ngoài thì phải.
có khi nào hôm nay là chúng ta ở bên đấu quân sự thường không ta? Là kỳ nha. Ok, mấy bồ nó cứ nhiều chuyện hoài nên mà mình sẽ tắt tắt cái tiếng đi cho nó khỏi nói nữa. Không biết là có thằng nào đi chung với mình không nhỉ? Thằng số 3 hình như là nó bị lắc thì phải anh em. Thôi bỏ qua nó đi, chủ yếu mình xuống đây nhưng mà mình nhặt bản đồ thôi. Em lưu ý là cái bản đồ của năm nay thì nó khá là rộng so với năm ngoái nên là mình đã từng nói rất là nhiều với anh em rồi. Anh em nhớ là đi ở ngoài khúc gì kìa thôi. Còn ở trong thì đừng có anh em đừng có chú ý cái tầm giữa của nó làm gì hết trơn á. Bản đồ kho báu nằm ở ngoài kìa và ghìa của cái miếng mà cái đánh dấu của nó thôi chứ không có trong thường anh em. Ok, cái điện thoại mình lắc cực kỳ luôn anh em à, thề luôn á, lắc cực kỳ luôn. Không biết là có thanh niên nào nó chạy theo mình không nữa. Ui, hình như là chỉnh đầu hả, thường cái nó vừa chơi vừa quay nó lắc anh em, thêm cái việc là đầu mình yếu nữa với lại là có người nữa anh em, nhưng mà đủ thứ chuyện hết phải nồi thật. Ok, thì trận nãy hơi lỗi tí anh em à, đó thì trận nãy thì khá nhiều người với lại nó hơi lắc nên nó hơi lỗi. Thì trận này rút kinh nghiệm hơn rồi, không còn lỗi đâu. Ok, thì chúng ta sẽ có vị trí kho báu hôm nay là nằm ở khu vực đó là ở ngoài này nha. Thì một cái mẹo cho anh em mà mình nói nhiều lần rồi và đây giờ có người kìa nè, này bắn ui này cho lên bắn kho báu cũng không được nữa, một con boss anh em à. Ui đúp nè, ngon lành. Hên là tôi không bắn PC chứ tôi bắn PC tự bảy nát nát bản đồ này rồi. Ok, mà vị trí bản đồ kho báu thì anh em nhớ là chạy ra những cái chỗ trống nha và nó sẽ nằm ở cái ghìa của cái gì của cái hầm kho báu trên bản đồ mà nó chú thích á, thì anh em nhớ là cái điều đó chứ anh em kiếm bản đồ kho báu trong cái tâm của cái khu vực mà nó đánh dấu này không có nha anh em đó. Thì mình đang chỉnh cái chế độ đồ họa thường đó, thì chúng ta sẽ có cái bản đồ kho báu chúng ta nằm ở đây nha. Nó cực kỳ là dạng như là lươn lẹo luôn chứ không phải đơn giản đâu đó anh em thấy không, nhìn cái đồ kho báu là bạch hổ còn cái đầu của mình là thanh long đó, đầu mình thanh long nha. Mình đang đội đó là cái nón hai nha anh em, đó đây là nón hai nè. Chúng ta sẽ kiếm thì kiếm thử cái nón ba đi. Thì trong chế độ này mình thấy là kiếm kill cũng khá là dễ mà đồng đội mình thì nó toàn hết anh em ạ. Đồng đội mình nó toàn hết trơn rồi, chỉ còn có một tên thôi. Hai anh kia là chắc chắn là đi thoát ra rồi chứ anh nó không đợi mình hồi sinh đâu. Dùng hồi sinh hình như không nằm bên đây anh em ạ. Hơi tiếc cho mấy anh đó. Kệ đi, nói chung là cũng không có quan trọng gì mấy, tại vì mình đi gấp lẻ thôi. Như bên phía bên bộ của mình là có khá nhiều người nha anh em, người chứ không phải là boss đâu. Bên mình thì thấy có boss nhưng mà bên kia thấy người đó anh em à. Với lại nãy giờ mình chưa có thấy anh đi nào nhặt bản đồ kho báu. Có lẽ là trong cái đợt này thì bản đồ kho báu nó không còn một cái vấn đề gì đó nó quá lớn lao nữa. Đó. Thì cái đồ trong bản đồ kho báu nó chả có gì cả. Thường là nó sẽ có cái huy hiệu đeo cực rồi skin rồi đồ trong đeo cực nữa. Nhưng mà lần này thì nó chỉ đơn giản là có mấy cái huy hiệu trước linh nè. Mà huy hiệu trước linh thì hết sự kiện rồi anh em cũng đâu có cần cài nhiều đâu. Nó chả được cái gì cả, mình thề luôn, không được cái gì luôn anh em à. Ok, giờ mình sẽ kiếm một cái nón ba để mà review xương xương cho anh em cái mũ ba của cái bộ này luôn nha. Sẵn đang cái đồ họa thường nè để cho anh em xem nó chất chơi như thế nào. Đặc ca là anh em chơi thì anh em cũng có thể vô test mà chủ yếu là sẵn cái clip này luôn để mà mình cho đủ số phút á. Thì không phải là mình làm clip đủ 10 phút mà chạy quảng cáo đâu, mà tại vì clip 10 phút á thì mình sẽ thấy video nó dạng như là nó sẽ nhìn nó sẽ ok hơn. Không biết là anh em có thấy vậy không, mấy kênh khác cũng vậy nữa. Mình chỉ nhìn thấy mấy kênh khác, kênh nào mà có video mà túng 10 phút, hơn 10 phút một xíu đó, 10 phút mấy chục giây gì đó, thì mình cảm thấy như là những video đó nhìn nó rất là vậy, như là rất là chuẩn luôn. Đối với mình là vậy. Thì anh em nào có ý kiến giống mình thì anh em có thể là comment nhưng mà giống mình nha. Thì mình cảm ơn. Ok, hiện tại là vẫn chưa thấy anh em nào chơi nhưng mà chả có nón ba nào ở đây cả. Chắc là coi em mấy anh em kia lụm hết rồi. Nãy lúc nãy mình đã ở bên dùm xanh, mình đáng lẽ là mình phải loot cho hết đi cho rồi. Bên đây hơi khó kiếm anh em ạ. Đây hơi khó kiếm. Như bên kia có hàng hồi sinh anh em ơi. Chắc ăn luôn, có hàng hồi sinh này. Nên chắc mình lên hơi trễ anh em ạ. Làm sao lên trễ mình có thể sử dụng cái khẩu adup của mình để mình giết nữa. Nói gì nói chứ mình bắn adup cũng không có phải là quá dở đâu. Thiệt luôn á. Chắc mình lên không kịp đâu. Nãy giờ chạy cũng tầm gần 30 giây rồi. Nó là 30 giây là nó sẽ hồi sinh xong đó nha anh em. Rồi mấy anh em kia chuẩn bị rớt xuống đây. Nãy chiếc xe của anh em rớt kìa. Ui, bắn ai vậy ta? Rồi chắc là bắn lộn rồi anh em à. Mình phải lên trên cao mình cam xuống thôi. Nó không phải như là nó không phải dạng như là chịu hồi chỗ này nó hồi sinh chỗ này xong rồi nó đáp xuống chỗ kia đâu. Nó phải gọi là thằng bộ nó đứng chỗ nào rồi để mà hồi sinh á thì nó sẽ thằng kia nó sẽ hồi sinh ngay chỗ đó luôn. Ui,
Đậu xanh mía, thằng dưới kia bắn lên được hay gì ta? Đậu xanh cây thật sự luôn á, ảo quái nồi. Ok, rồi kiểu là test xương xương cho anh em xem thôi, chứ chung là vắng mặt thì hơi kỳ. Tại vì nói chung nếu mà bữa nào mình không làm clip cho anh em xem, bữa đó rất là buồn luôn, thật sự luôn á. Ok, thì nếu mà anh em nào muốn mình làm chiếu khai báo ngày mai thì anh em nhớ comment để cho mình biết nha. Thì có sự kiện nào mới ra thì mình sẽ làm cho anh em xem. Ok, thì rất cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Còn bây giờ thì chắc lẽ là mình xin được phép tạm biệt anh em tại đây thôi. Thì nói chung là cũng chả có gì mới cả. Ok, bye bye mọi người nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye.